Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trở thành quái vật heo Yonchosit trong thế giới nhân loại. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại thành nông nổi như thế này? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Này, ông chủ, thịt hôm nay tươi quá. Bao nhiêu một ký vậy? Thịt này mới mổ, 20 đồng một ký thôi. Vậy được rồi, một mình tôi sẽ mua hết. Này, lão già kia, chúng tôi còn đợi ở phía sau nè. Chưa phân cho chúng tôi với chứ. Bà con bình tĩnh đừng có giành, thịt heo còn nhiều lắm. Nếu hết tôi sẽ mổ con khác. Chào các bạn, tôi ban đầu là một chú heo bình thường. Nhưng thấy cảnh tượng tôi bị nhốt vào chuồng và chuẩn bị mổ thịt khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi đã rủ những đồng loại heo khác bỏ trốn, nhưng tất cả bọn họ cứ lo cắm cúi ăn, ăn xong ngủ, ngủ xong ị và chẳng quan tâm gì cả. Thế là một mình tôi quyết định phóng ra khỏi chuồng và bỏ chạy. Được rồi, mọi người cứ bình tĩnh ở đây chờ một chút. Tôi đi mổ heo ngay lập tức, tất cả ai cũng có phần. Mẹ kiếp, hôm nay sao đông khách thế này? Còn con mụ vợ của mình nữa, đi đâu sao giờ này chẳng thấy bóng mụ ta cả. Hả? Đâu rồi? Sao lại thiếu hết một con thế này? Hả? Không lẽ có kẻ nào dám ăn cắp heo của mình hay sao? Heo sống chuồng à? Chết tiệt, mau đứng lại. Cuối cùng thì tên đồ tể đó đã phát hiện ra tôi chạy trốn. Hắn cầm cái rìu mổ heo và đuổi theo tôi. Tôi vô cùng sợ hãi và bỏ chạy một mạch. Mệt quá, cơ thể mình bắt đầu đau nhức. Nếu mình không tìm được chủ thể đã ký sinh, mình sẽ chết mất. Đứng lại, con heo chết tiệt kia. Tao sẽ mổ mày ra làm hai. Là hai sinh vật đang đuổi nhau. Mình sẽ chọn một trong hai làm vật chủ ký sinh ngay mới được. Tôi tránh được vỏ dừa lại gặp vỏ dừa. Tưởng đồng thoát khỏi tên đồ tể kia thì bỗng dừng có thứ gì đó quái dị đã nhảy thẳng và chui vào trong cơ thể tôi, khiến tôi vô cùng đau đớn. Thành công rồi, cuối cùng ta cũng đã có được chủ thể. Trời quá, ta muốn ăn thịt. Chết tiệt, con heo này, sao ngươi lại trở nên biến đổi kỳ quái thế này? Mẹ kiếp, không lẽ nó bị dịch bệnh à? Không phải dịch bệnh, mà là ký sinh đã giúp thứ này biến thành quái vật dưa cho xích. Nào, lại đây, cho ta xé xác ngươi. Vậy là bản thân tôi không còn là tôi nữa, mà bây giờ tôi đã biến thành một thứ quái vật heo Yonchosit kinh tởm, bị một con ký sinh trùng ngoài hành tinh điều khiển. Chưa dừng lại ở đó, nó đã ngửi thấy mùi máu, mùi thịt và nhanh chóng tiến vào thế giới của loài người. Báo động đó, có một con quái vật heo kinh tởm đang xé xác những loại của chúng ta. Mau, tập trung lực lượng, kết thúc nó. Ngon quá. Lũ nhúc nhích chúng mày thật là đáng. Ta muốn ăn nữa. Lúc này con người biến thành con mồi, con quái vật heo kia trở thành thợ săn và đi bắt con mồi của mình để xé xác ăn tươi nuốt sống, khiến cho loài người vô cùng sợ hãi và một phần lớn nhanh chóng rời bỏ thành phố của mình để trốn chạy vào rừng. Không biết quái vật hưu cho trời xích đi đâu rồi nữa. Tiếng gì vậy? Cha mẹ ơi, cha mẹ đi đâu rồi? Con sợ quá. Là con người. Chết tiệt, sao bọn họ lại vào rừng? Không lẽ vào đây định săn thú rừng hay sao? Này, ngươi muốn gì? Được thứ quái vật xấu xa, ta sẽ giết ngươi. Thì ra là một em bé. Sao ngươi lại vào đây? Cha mẹ của ngươi đâu? Thành phố bọn ta bị một con quái vật heo xấu xí như ngươi. Gia đình của ta sợ hãi nên bỏ chạy ra đây thì bị lạc nhau. Cô bé nói gì chứ? Một con quái vật heo xấu xí như ta? Không lẽ có một con heo bị ký sinh trùng ngoài hành tinh chiếm lấy cơ thể? Chết tiệt, chuyện to rồi. Đúng như vậy đó. Người đừng ăn thịt ta, ta sợ lắm. Tôi không giống như con heo đó đâu. Đừng có sợ, thành phố của cô bé ở đâu?
tôi sẽ giúp loài người cô bé. Ophibus, đằng sau khu rừng này. Được rồi, cứ đứng im một chỗ, chắc chắn cha mẹ của cô bé sẽ tìm ra mà thôi. Tôi đi trước đây. Ngon quá, đã quá, máu của con người thật là tuyệt vời. Này, con quái vật heo kia. Hả? Kẻ nào đây? Gì thế này? Một con quái vật kangaroo vô cho xếp ra. Người tới đây làm gì? Không lẽ không muốn ăn thịt con người? Ta không phải tới đây để ăn thịt nhân loại giống như ngươi, mà ta tới đây để dừng lại ngươi. Cái gì? Bọn ngươi bị điên à? Ngươi cũng là một ký sinh vào vật chủ, ta cũng thế. Nếu ngươi không thích ăn thịt thì đi chỗ khác. Cầm mồm ngay, để ta nói cho ngươi biết. Lúc đầu ta cũng giống như ngươi, bị một con ký sinh trùng chui vào trong cơ thể. Nhưng nhờ một đồng đội của ta để giúp ta đẩy nó ra ngoài, bây giờ ta có thể tự do làm chủ cơ thể của mình. Cái gì chứ? Ngươi có thể đẩy ký sinh trùng bọn ta ra ngoài à? Chết tiệt! Đúng vậy, và bây giờ tới phiên ngươi. Ta sẽ giúp con heo này đẩy ngươi ra ngoài để nó tự làm chủ bản thân của mình. Mẹ kiếp ngươi, ngươi đừng hòng. Ta sẽ giết ngươi, phanh da xẻ thịt của ngươi. Thế rồi ở đâu từ trong rừng xuất hiện một con quái vật kangaroo Jonchosit, nhưng không bị khống chế đã tiến vào thành phố nhân loại và đối đầu với bản thân của tôi đang bị điều khiển bởi con ký sinh trùng. Thế là hai bên đã lao vào nhau, cắn xé và gầm thét lẫn nhau. Mẹ kiếp, ngươi đã giết ta thiệt à? Lũ con người này có liên quan gì tới ngươi chứ? Ta chỉ ăn thịt bọn chúng thôi. Đúng, lũ con người không dính líu gì tới ta. Nhưng vấn đề ở đây chính là ngươi. Thứ quái vật kinh tởm các ngươi ký sinh vào người của con heo này. Nếu để các ngươi làm loạn, các ngươi sẽ càng ngày càng trở nên độc ác và mạnh mẽ hơn. Lúc đó không những loài người bị diệt vong, ngay cả sinh vật bọn ta cũng không thể nào sống được. Ta có chết, ta không kéo con heo này chết chung. Chết tiệt. Đúng là lũ bẩn thỉu mà. Thôi được rồi, cuối cùng cũng xóa sổ được nó. Nhanh chóng quay trở lại rừng, báo cáo chuyện này cho hưu cao cổ số cho xích nào. Tưởng chừng như mọi chuyện đến đây đã kết thúc, nhưng không. Lúc này ở phía dưới bờ hồ của nhân loại đột nhiên xuất hiện một con ký sinh trùng thứ hai. Con ký sinh trùng này đã nhìn thấy qua quan sát biết hết mọi chuyện. Thế là nó muốn giết chết kangaroo Jonchosit không bị điều khiển, nên đã tiến lại gần cơ thể của tôi và chui vào bên trong đó để hòng báo thù cho đồng loại của nó. Nhờ, lâu rồi mới quay trở lại quê nhà ăn những cái lá cây thơm như thế này. Này, anh bạn, cho tôi hỏi thăm một ý. Hả? Gì thế này? Lại xuất hiện thêm một con quái vật heo Jonchosit nữa à? Thì làm sao nào? Anh bạn cũng là một quái vật heo Jonchosit giống như tôi đấy thôi. À khoan, anh bạn có nhìn thấy một con kangaroo Jonchosit nhưng lại không bị khống chế không? Tôi đang tìm nó và xé xác nó đây. Cái gì? Không lẽ người muốn tìm anh bạn đồng đội kangaroo Jonchosit của ta? Nói cho người biết, ta cũng giống như cậu ấy. Ta cũng không bị khống chế điều khiển bởi ký sinh trùng các ngươi đâu. À, thì ra hai đứa mày là cùng một phe với nhau à? Hay lắm, sẵn tiện ta sẽ tiêu diệt mày trước, rồi tìm thứ khốn kiếp đó chừng trị nó sao? Chết tiệt! Trước đây tao từng giết một con quái vật heo xưa cho xích, bây giờ lại xuất hiện thêm một con, tao không có ngại đâu. Tao sẽ kết liễu mày thứ xấu xa. Sau khi cơ thể của tôi đã bị chiếm đoạt và khống chế một lần nữa, nó cũng đã chuyển sang một màu sắc, màu xanh lè, vô cùng gớm ghiếc. Lúc này thì con ký sinh trùng thứ hai điều khiển tôi đi tìm quái vật kangaroo Jonchosit, nhưng lại bắt gặp một quái vật hươu Jonchosit không bị khống chế. Thế là nó đã phát hiện ra điều bất thường này, liền lập tức lao tới muốn giết chết con quái vật hươu kia cho bằng được. Mày kịp, sao thứ quái vật heo này lại mạnh đến như vậy? Bởi vì trong cơ thể của con heo này có tận 2 ký sinh trùng. Chịu chết đi! Bây giờ tới phiên ngươi, thứ quái vật kangaroo Jonchosit, ta phải nghiền nát ngươi.